Chào mừng bạn đã quay trở lại với một video hướng dẫn mới của Go Studio. Chủ đề hôm nay là liên kết tài khoản livestream. Và sau đây là các bước thực hiện. Bước 1. Chọn tài khoản mà bạn muốn liên kết với Go Studio. Đầu tiên, bạn hãy vào website của Go Studio rồi chọn mục cá nhân. Sau đó bạn chọn thêm tài khoản để có thể chọn những tài khoản bạn muốn liên kết với Go Studio. Đó có thể là tài khoản Facebook, YouTube hoặc Twitter. Bước 2. Thực hiện liên kết tài khoản. Đối với tài khoản Facebook, bạn chọn liên kết với tài khoản Facebook. Sau đó chọn tiếp tục dưới tên. Tiếp đó, bạn chọn chế độ đăng bài công khai rồi chọn OK. Go Studio sẽ cần bạn cấp quyền quản lý các trang fanpage hoặc trang bán hàng của bạn. Hãy chọn OK. Vậy là bạn đã liên kết thành công tài khoản Facebook với Go Studio. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết nhiều tài khoản Facebook với Go Studio. Để làm điều đó, bạn hãy đăng nhập vào một tài khoản Facebook mới và tiến hành các bước liên kết lại từ đầu. Đối với tài khoản YouTube, bạn chọn liên kết với tài khoản YouTube. Sau đó, chọn tài khoản mà bạn muốn liên kết, rồi chọn cho phép. Vậy là tài khoản YouTube của bạn đã được liên kết với Go Studio. Bạn cũng có thể liên kết nhiều tài khoản YouTube với Go Studio bằng cách thực hiện lại các bước liên kết trên và khi chọn, hãy chọn tài khoản YouTube mới mà bạn muốn liên kết cùng. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, bạn hãy vào lại mục cá nhân trên Go Studio để kiểm tra lại các tài khoản đã liên kết. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến hết video này và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.